tâm tôi, Phật đã phân thân xuống đạo tràng, nguyện độ hương hồn hiện ba phù võ đình lẫm hiểu không hy về cõi tình, ngồi sáng chính phẩm đền Tây Phương. Ngày này ngày 21 tháng Chạp, tiết cuối đông nhằm năm Mậu Tuất, giờ đây tại Am Thủy Ứng Hầu Tổ có hiểu quyền đối trước an hương, dâng hương khẩn nguyện, nguyện dâng lòng hiểu kính, dâng hương hoa quả phẩm đen nên ngời rằng tùng đọc kinh văn cầu kinh siêu độ, nguyện hướng hồn trong cõi âm giới tháp thiên thọ trung âm thân, xin định tịnh tâm thức lặng lòng ngã kinh thực hiện chuyển hóa, rồi bỏ bờ mẹ sanh về cạnh tình được án hương dân, thành tâm hiệu kính xin dâng lời khấn nguyện, nguyện xin chứng giám. Nam mô Bồ Tát Tiên Vạn Sinh, Nam mô Bồ Tát Tiên Vạn Sinh. Thường hướng em hiểu quyền thành tâm lễ hương linh bổn được án hương linh hiểu quyền thần tâm đang cúi đầu kính lễ nguyện sinh trên hương hồn chứng giám, bình tâm ngồi yên. Tuyên đọc chân ngôn xin mời thịnh hương hồn ơi hãy tịnh và hãy nghe sức thiên tam bảo nguyện gia trì có mặt giờ đây hương hồn về pháp hội. Hương linh ơi ngã triều, ngã triều thịnh về đây. Hương linh ơi ngã triều, ngã triều thịnh về đây hương hoa thịnh hương hoa
vàng tên lặng thọ bạc thời đưa bà con cốt nhục rồi cũng chia lìa mặt mũi xưa đâu còn thấy một nạn hướng dẫn một lòng giờ đây thành tâm tiểu thịnh đã phùng vì pháp quần thứ bảy hương hồn hiện bá phù vợ đình lập hiệu không hề sinh năm 1955 căn ngọ từ căn ngày 3 tháng 11 năm màu tuất thượng thọ 90 tuổi phân hồn chi linh nguyện hướng lên nghe lời mời thịnh có mặt về đây nơi chốn linh diên bộ đường hương hòa phùng thờ của ám thể ứng ma chứng giảm hưởng vì cam lộ pháp thực nghe kinh chuyện hóa rồi bỏ bờ mẹ thân về cặp tình hưởng nhân tâm triệu thịnh sớm sớm ngầm sương rơi đêm đêm thấy mộng tàng vô thường chẳng kể tôn ti xưa nay phân chế quỷ hành hai nạn hướng dẫn hai phán thần tâm triều thịnh triều thịnh đã phung về phát toàn thứ bài hương hôn hiệp bá phù tính vợ huy đình lập hiểu không ai xem năm căn ngọ từ trần ngày 3 tháng 11 năm màu tốt thượng thọ 90 tuổi thần hồn chi linh nguyện hướng lên nghe lời mời thịnh có mặt về đây chốn hầu tổ hướng hòa phùng thờ của âm thì ứng mà chứng giảm mấy lòng thành của cháu con hiếu thảo hưởng vì cam lộ ngã kinh chuyện hóa rơi bỏ bờ mê thân về cảm tình hương
tâm triệu thịnh ba nạn hương dân ba phan thành tâm triệu thịnh phùng bị thất quan thứ bảy hương hồn thiện ba phù tình vợ phế đình lập hiệu không hề xin nam căn ngọ từ trần ngày ba tháng mười một năm màu tốt thương thương thọ chín mươi tuổi thần hồn chi linh nguyện hướng lên ngay lời mời định có mặt về đây nơi chốn linh diên tổ đường hương hóa cùng thơ của âm thì ứng mà chứng giảm lòng thành hiếu kính của cháu con hưởng vì cam lồ nghe kinh chuyện hóa lời bỏ bờ mê thân về cạnh tình triều thịnh vương linh dị lâm mê thọ hương hoa phổ cũng dường ê nhé tình tòa thịnh kinh văn diện lễ hai lạy đến thắng ngượng nguyện âm dương không hai lý sinh tử có đôi đường nay có điệp văn nhân thất tuần thứ bảy của hương hồn nguyện ba phủ giờ đây đổi trước án hương xin kính cẩn dâng lời tuyên đọc hai bình xã thì ông thôn bình đình xóm thủy ngắm mình
Bồn Am Phụng Phật Tu Ương Phụng Kinh Chúng Thất Chí Trái Tuần Kỳ Siêu Đồ Sự Kỳ Mê Cái Chùa Nội Điện Võ Đinh Hóa Từ Thích Tâm Hiệp Võ Đinh Quốc Võ Đinh Trường Nội Điện Hôn Trần Thị Đại Trần Thị Thủ Tiên Hoàng Thị Huyến Hà Nội Điện Võ Thị Thủy Hương Võ Thị Oanh Võ Thị Quân Không nghe thưa phụ màng bỏ đến tòa từ tịnh minh công cung hiệp mẫu bỏ đi quyền thì liệu thân cô bỏ đi tịnh hiệp toàn gia quyền nội ngoại đại tiểu đặng phần nhị hương hoa đại toàn thứ phẩm chi vi cung tiễn na phù huỳnh phòng là mi ai không nghi để dân đi bỏ lên đi lầm nguyên đi mạng thành thế ư cánh đi bỏ đi hưởng thượng thọ cửu thập tuệ thuần thế màu tận niên thập ma nhân nguyệt sơ tám nhật thần hồn dương linh nền cùng là mi thường tiếng một nề âm đương thường cứ thể tiếng bỏ đinh gia biến tổ miệt vì chư tôn tượng từ tăng ni tổ khảo tăng ni tổ vị tăng ni tổ cố hiện tổ khảo hiện tổ đi hiện tổ cố phá tâm cố thập nhị hạ chí tỷ đệ huệ a từ tôn huyền sao tạo thượng khá vương bất kỳ hạ làm bất tường hai phương biên quan tận tích mộ phần đằng đằng chương minh niệm hương ai ni kỳ tự hiệp từ tâm từ lai đạo tổ đương âm tùy ứng y nhiên thính ni tòa thính ni pháp văn kinh siêu phân tình đồ trường thừa Phật lực dị hoang tâm con lại kinh văn nhi dạy thọ hiện tại sơn minh vương an thiền tình quái do thì kiến trường mục hòa tuyên dương kinh văn gia đi bằng thanh tình độ tập thân chủ tập mà tự lượng nhân kế trên đi lạc quốc kim tắc nghi diện hoàn mạnh tín điệp tuyên dương ngon linh thâu chậm ngàn dì bi bát nhà chỉ tân lương bình tạc vạn khánh chế công cử tu chỉ điệp già thù điệp ngượng nghề địa tàng từ tôn truyền tấu minh ni vương điền hà đại xá mê đô quảng khai giác lộ cố điệp mê tuệ thử màu tuất niên lam nguyệt nhị tập nhẫn nhật tôi cẩn ở điệp hiện ra Thank you.
lễ bình thắng quê quê mà cùng cơm san bảo nay có câu chân ngôn biển thực biển thủy cùng cơm dâng lên hương lên xin đại chúng về hướng lên mà thành tâm trì tụng Nam Mô Đa Bảo Như Lai. Bình thân thiệu khước ra hai bên để cho mọi người vào lại. Ba đời mười phương Phật nguyện vô
căng phòng điệp văn tiền chỉ kim ngân minh ê quang đời hải mà ô chưa trường băng ê họa họa bà la mừng ra chú thân thân vô vi anh đệ đệ ba lai đệ ba la tăng yên đệ bồ đề ta bảy an lai anh đệ ba la tăng yên đệ bồ đề ta bảy an bồ ai đà ba già đà thế già đà già đà đệ già thái đô đi đàn nam đi chẳng đệ già ni già già nai đà đệ nai đà nam mô ai đà già thế già già đệ thái đô xin đình tĩnh tâm thức mà chứng giám giờ này có thân tộc máu mộ quyến thuộc có bà con sắm làng tụ về đây nhân ngày thất tuần thứ bảy 49 cầu kính Di Đà niệm Bụt hướng về Tam Bảo nguyện nhờ năng lực Phật Đà năng lực Thánh Pháp năng lực Hiền Tăng nhờ sức chú nguyện của những người trí niệm nguyện hương linh rời thân trung ẩm chọn cảnh giới an lành thạnh thơi mà hòa sinh giờ đây
hồ thắng tộc vì hướng lên mà hướng nguyện, nguyện hướng lên ấy, có mặt về với tổ tiên nguồn cội, về nơi cảnh giới an lành, phù hộ độ trì cho những người hiền công là con cháu hiếu quyền thân tộc ở đây, cuộc sống an vui, mọi điều may mắn, trước an hương thiêng linh địa thủy ứng, nguyện xin hướng